Sau những chiến thắng đông xuân và hè thu năm 1967 của quân và dân Việt Nam, quân đội Mỹ Ngụy rơi vào thế bị động và có xu hướng co cụm, nhất là ở mặt trận Trị Thiên, Đường Chín và Đông Nam Bộ. Cho tới năm 1971, tình thế giằng co trên mặt trận Đường Chín Nam Lào đã buộc Bộ Tổng Tham mưu phải quyết định đưa một loại vũ khí có mật danh Châu Nước vào chiến trường nhằm phá vỡ thế bế tắc. Nó đã tung hoành khắp chiến trường làm đối thủ phía bên kia chiến tuyến phải khiếp sợ. Không chỉ vậy, nó còn là biểu tượng tinh thần của bộ đội tăng thiết giáp. Đó chính là xe tăng lội nước PT-76, biểu trưng chính xác nhất cho tinh hoa nghệ thuật tác chiến hiệp đồng quân binh chủng của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau Thế chiến thứ hai, các khái niệm về xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép lội nước đã bắt đầu được nghiên cứu lại ở Liên Xô với mục đích tạo ra một cỗ máy có thể vượt sông ngòi, đầm lầy, rừng rậm và khai hỏa linh hoạt. Đã có nhiều nguyên mẫu được thiết kế vào cuối những năm 1940. Thành công nhất là OBX-740, được thiết kế bởi kỹ sư Sasmurin tại viện VNII-100 ở Leningrad giai đoạn 1949-1950. Bản nguyên mẫu đầu tiên này khá thành công vì nó có một thiết kế đơn giản, đặc điểm định hướng tốt và khả năng tự sản xuất số lượng lớn có thể được đảm bảo. Sau đó một phiên bản khác được xây dựng tại nhà máy Kirov vào năm 1950 và đã được chính thức thông qua vào ngày 6 tháng 8 năm 1951 với tên chỉ định là PT-76. Bắt đầu sản xuất hàng loạt tại nhà máy Stalingrad Tractor vào giai đoạn từ 1953 cho tới 1969. PT-76 có thiết kế của một xe tăng điển hình bao gồm khoang lái ở phía trước, khoang chiến đấu ở trung tâm và khoang động cơ ở phía sau. Kiếp lái 3 người gồm lái xe, người chỉ huy kiêm liên lạc và pháo thủ, người nạp đạn. Vị trí giám sát và bộ nạp được đặt bên trong tháp pháo. Chỉ huy ngồi ở phía bên tay trái của súng chính và người nạp đạn ngồi bên phải. Lái xe ngồi ở trung tâm của mặt trước. Kính viễn vọng đặt bên dưới súng chính ở phía trên cùng của tấm giáp dốc phía trước thân xe. Châu Nước có khối lượng trung bình khoảng 14,6 tấn, với chiều dài 6,91 mét tính cả táp pháo và cao 2,325 mét, rộng 3,15 mét. Mang trên mình hai thùng nhiên liệu đặt ở phía bên phải của khoang động cơ. Nhiên liệu được chia thành một thùng lớn chứa 150 lít và một thùng nhỏ hơn chứa 100 lít. Tổng cộng là 250 lít. Điều này giúp cho PT-76 có phạm vi hành trình trung bình vào khoảng từ 370 đến 400 km trên cung đường bình thường, giảm khoảng một nửa trên đường gồ ghề. Mẫu cải tiến PT-76B có thùng nhiên liệu phụ thứ 3 có thể chứa 140 lít nhiên liệu, nâng tổng dung tích nhiên liệu lên 390 lít, mang lại cho PT-76B phạm vi 480 km. Chưa dừng lại ở đó, để có khả năng tác chiến rộng hơn nữa, các thùng chứa bổ sung đã được lắp đặt qua nhiều nỗ lực hiện đại hóa của quân đội Liên Xô. Ban đầu, các thùng chứa phía bên ngoài mượn từ T-34 để gắn trên giá đỡ trên boong động cơ của PT-76 với dung tích 90 lít mỗi thùng. Nâng tổng dung tích của PT-76 lên 430 lít, cùng phạm vi hành trình tăng lên từ 480 tới 510 km. Sau đó, các thùng nhiên liệu gắn ngoài hình chữ nhật phẳng gắn trên chắn bùn của T-54 đã được chuyển sang PT-76 và PT-76B, giúp cải thiện phạm vi hoạt động lên 590 km. Có thể nói tầm hoạt động xa là rất quan trọng đối với PT-76, vì chúng có nhiệm vụ phải thiết lập vị trí đầu cầu trong các cuộc đổ bộ với sự hỗ trợ hậu cần hạn chế, và còn quan trọng hơn đối với xe tăng PT-76 trong các đại đội trinh sát, vì chúng phải tuần tra xa về phía trước để thực hiện nhiệm vụ tiên phòng. Thiêu đốt đống nhiên liệu khổng lồ đó là khối động cơ diesel V6, công suất 240 mã lực với tốc độ 1.800 vòng trên phút, được tạo ra dựa trên động cơ V2 huyền thoại của T-34. Do đó có rất nhiều bộ phận có thể hoán đổi cho nhau giữa hai động cơ và việc chế tạo PT-76 cũng được đơn giản hóa rất nhiều. Động cơ có thể hoạt động liên tục trong 250 giờ và được khởi động bằng điện hoặc khí nén cung cấp bởi hai bình khí nén đặt bên trái gà người lái. Với thiết kế chủ yếu để hỗ trợ bộ binh tại những nơi có địa hình lầy lội, nhiều sông ngòi, đầm lầy, nên gã chiến binh thép có ưu điểm lội nước cực kỳ tốt. Nhưng bù lại vỏ giáp thì khá mỏng,
tới mức súng máy hạng nặng, thậm chí là cả súng trường chống tăng cũng có thể xuyên thủng. Ban đầu, kế hoạch là tạo ra loại xe tăng nặng 20 tấn, trang bị pháo 85 ly và có các đặc tính cơ động tương tự như xe tăng hạng trung với động cơ 400 mã lực và bơi bằng cách sử dụng phao nhôm. Nhưng động cơ này vẫn chưa sẵn sàng tại thời điểm đó. Người ta cũng nhận ra rằng, việc bơi lội dựa vào phao không bọc giáp, dễ bị tổn thương, dường như không khả thi trên chiến trường. Do đó chỉ có thể tạo ra một chiếc xe tăng có thể nổi với sức nổi của chính thân xe. Nhằm mục đích tối ưu về trọng lượng và khả năng lội nước, vũ khí chính của xe cũng được điều chỉnh thành pháo 76,2 ly D56T với tầm bắn khoảng 1,5 km. Có thể nói D56T là một thiết kế hoàn toàn mới phát triển vào năm 1949 bởi nhà máy thiết kế số 9, dùng chung loại đạn với pháo chống tăng ZIS-3 và pháo F-34 trên xe tăng T-34. Nòng pháo dài 3,2 m, giống hệt với ZIS-3 và F-34, nên các đặc điểm đạn đạo giống hệt nhau, tạo thuận lợi cho việc huấn luyện và trang bị. Tuy nhiên D56T tiên tiến hơn ở chỗ có bộ giảm dần ở đầu nòng và bầu hút khói để ngăn khói thuốc pháo bay ngược lại khoang lái. Năm 1957, D56T được thay thế bằng khẩu pháo D56TM mới hơn với bộ giảm dần ở đầu nòng được cải tiến. Pháo có thể nâng và hạ từ âm 4 đến dương 30 độ. Do đó, cũng như hầu hết các xe tăng Liên Xô, PT-76 không thể bắn hiệu quả từ vùng đất cao hơn. Chầu nước phiên bản đầu được trang bị hệ thống tháp pháo bằng điện EPB-4, tốc độ quay tháp pháo tối đa là 17 độ trên giây. Tuy nhiên, một trong những nhược điểm lớn nhất của các mẫu PT-76 phiên này là nó không có hệ thống ổn định, do đó không thể bắn chính xác trong khi xe di chuyển. Sau này, mẫu PT-76B được nâng cấp với hệ thống ổn định hai mặt phẳng STP-2P Zarya, cung cấp sự cải thiện về độ chính xác khi bắn. Cụ thể, khi tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách từ 800 đến 1200m theo đường thẳng, tỷ lệ bắn trúng đã tăng 5,25 lần. Tỷ lệ bắn trúng trong khi di chuyển ở một góc 15 độ so với mục tiêu đã được cải thiện 4 lần. PT-76 mang theo 40 viên đạn pháo, bao gồm 24 viên đạn nổ mảnh chống bộ binh và Locust Frag HE, 4 viên xuyên giáp nổ AFE, 4 viên đạn xuyên giáp lõi cứng APCR và 8 viên đạn nổ lõm chống tăng HEAT. Khả năng nổi tuyệt vời trên mặt nước và nền đất yếu là ưu tiên nổi trội nhất của mẫu xe tăng hạng nhẹ này, cho phép nó có thể di chuyển được ở những nơi mà hầu hết các loại xe tăng khác không thể làm được. So với đối thủ của Mỹ là M41 Walker Bulldog, PT-76 tạo áp suất tĩnh trên mặt đất thấp hơn, rất hữu ích khi di chuyển trên tuyết mềm và địa hình lầy lội. Châu Nước là xe tăng duy nhất thời đó sử dụng vòi phun nước để đẩy trên mặt nước thay vì cánh quạt trục vít. Sự hiện diện của xe tăng PT-76 trong một sư đoàn xe tăng có thể giúp giảm đáng kể việc khả năng bị mất thời cơ tiến công do các chướng ngại vật sông ngòi. Một điểm đáng chú ý là bánh xe của các biến thể PT-76 cũ được dập từ thép tấm trơn và có bề mặt nhãn. Nhưng sau đó một thiết kế bánh xe mới với các đường gân tăng cường hướng tâm đã được giới thiệu như là loại tiêu chuẩn mới và dần dần thay thế các phiên bản cũ. Bánh xe mới được chú ý đặc biệt vì chúng là loại bánh xe rỗng đầu tiên và dẫn đến sự phát triển của nhiều loại tương tự cho nhiều loại xe khác. Do rỗng và rất nhẹ, các bánh xe đã góp phần vào sức nổi của xe tăng trên mặt nước. Tuy có khả năng lội nước vượt trội, nhưng điểm yếu của PT-76 lại nằm ở lớp giáp bảo vệ của nó. Mặc dù giáp trước thân xe của PT-76 đủ để chống lại đạn xuyên giáp cỡ 12,7 ly tại mọi cự ly, giáp trước tháp pháo có thể chịu được đạn xuyên giáp cỡ 14,5 ly ở khoảng cách 980 m. Giáp hông thì đủ để chống lại đạn xuyên giáp 12,7 ly ở khoảng cách 600 m tại góc chạm 30 độ. Hoặc đạn súng máy 7,62 ly tại mọi cự ly và những mảnh xác pháo cỡ nhỏ. Nhưng các loại đạn xuyên giáp cỡ 20 ly trở lên có thể xuyên thủng giáp PT-76 ở mọi vị trí. Pháo 105 ly nổ gần sẽ đủ để gây ra hư hại cho hệ thống treo của xe tăng. Thực tế cũng chứng minh hỏa lực của súng máy hạng nặng 12,7 ly nhìn chung không hiệu quả đối với PT-76. Bởi không có ghi nhận về bất kỳ chiếc nào từng bị hạ gục hoặc bị hư hại bởi hỏa lực súng máy trong chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt, độ nghiêng lớn tới 80 độ của giáp trước khiến cho PT-76 có khả năng làm một số loại đạn súng chống tăng khi bắn vào mặt trước thân xe không phát nổ mà bị trượt văng ra. Tiêu biểu là trận làng vây, hàng chục phát từ súng chống tăng M72 Lo của Mỹ bắn vào những chiếc xe PT-76 đều bị trượt ra mà những cô chiến xa của quân đội Việt Nam gần như không có thương tổn nào.
Trong suốt cuộc chiến tranh, quân đội Việt Nam đã đưa PT-76 vào tham chiến và lập nên những chiến công vang dội tại trận Làng Vây, một cứ điểm kiên cố của địch trên đường 9 Khe Sành. Sự xuất hiện bất ngờ của PT-76 khiến cho quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa chịu nhiều tổn thất bất ngờ. Và PT-76 là cái tên đầy e ngại mỗi khi được nhắc tới ở thời điểm đó. Đây cũng là lần hiếm hoi mà PT-76 tham gia thực chiến đối địch. Cho đến năm 1972, trong chiến dịch mùa hè đỏ lửa, quân giải phóng đã dùng xe tăng PT-76 tham gia tấn công một loạt trận đánh Bến Hét, trận Poleclan, trận Tân Cảnh, trận Con Tum. Nhưng đến ngày 24 tháng 4 năm 1972, đội tác chiến trên không số 1 của phía quân đội Mỹ được trang bị tên lửa chống tăng Thao kết hợp cùng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng tăng thiết giáp của quân đội giải phóng. Cùng với sự phát triển của các thế hệ xe tăng, xe bọc thép sau này, PT-76 dần trở nên lạc hậu và bị thay thế trong gần như tất cả các lực lượng đang sở hữu nó. Tuy nhiên, quân đội ta vẫn còn biên chế và nâng cấp mẫu châu nước này, khiến cho nó trở thành một trong những nhân chứng sống đi qua đau thương và mất mát, giành chiến thắng vinh quang và đại diện cho sức mạnh kiên cường của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam.